về, ai vái lửa đam mê vào bầu trời cháy bỏng. Đó là những bông hoa gạo đỏ rực cháy bỏng, một cái tên chân chất giống như vẻ đẹp của nó, rực rỡ mà không kiêu sa, mạnh mẽ tràn đầy sức sống. Nó đẹp giống như vẻ đẹp của người nông dân quê mùa chất phác, sáng rọi kiên cường, giải nắng dầm mưa. Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam nói chung, hình ảnh cây hoa gạo nó gắn liền với làng quê, nơi bến nước Xuân Đình, nơi nghỉ chân của những người nông dân, và đặc biệt là nơi gắn liền với các mốc lịch sử từ xa xưa. Còn đối với những người con Thanh Nho nói riêng, thì hình ảnh cây hoa gạo sừng sững không biết có từ thuở nào tại khuôn viên cơ quan Ủy ban Nhân dân xã ngày nay đã gắn liền với biết bao thế hệ trải qua nhiều. Điểm đến không ồn ào, náo nhiệt, thanh bình, yên ả để lưu lại những hình ảnh đẹp của thiên nhiên thì không đâu khác. Đó là làng quê em nơi đây, có hoa gạo đang nở rực, có dòng sông Răng nước trong xanh biếc. Hòa chung vào không khí sôi nổi của chị em huyện nhà về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, tham dự cuộc thi online Phụ nữ Thanh Chương với áo dài truyền thống, chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Nho chọn giới thiệu cây gạo, di tích lịch sử văn hóa Việt Nam và bên bờ sông Răng để tôn vinh vẻ đẹp và áo dài truyền thống, duyên dáng thướt tha, đậm đà bản sắc dân tộc. Dù biết rằng sẽ không to lớn mà so sánh được với những danh lam thắng cảnh khác, nhưng hình ảnh cây hoa gạo, di tích lịch sử Việt Nam và dòng sông Răng mãi mãi là hình ảnh quê hương yêu dấu của nước một người con Thanh Nho nói riêng, và là hình ảnh của làng quê Việt Nam in đậm trong mỗi chúng ta. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Nho rất mong và trân trọng nhận được tình cảm của tất cả các anh chị em, chúc tất cả mọi người, mọi nhà luôn bình an mạnh khỏe, tiếp tục góp sức mình trong công cuộc gìn giữ nét đẹp bản sắc dân tộc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.